Nhiều ngày liền, phóng viên liên tục ghi nhận được các xe đầu kéo chở khoáng sản cao lanh được thổ phỉ khai thác tại tổ dân phố Vinh Phú, thị trấn Hợp Hòa, huyện Tam Dương, Vĩnh Phúc đến nhà máy gạch Prime, Phổ Yên. Trước những hình ảnh thực tế này, dư luận đặt ra câu hỏi về việc nhà máy gạch này có đang tiêu thụ khoáng sản từ hoạt động khai thác trái phép dẫn tới nhiều sai phạm lớn. Suicide Group, nhà kiến tạo phong cách sống thời thượng. Theo đó, những ngày cuối tháng 12, nhóm phóng viên truyền hình báo điện tử Tầm Nhìn nhận được phản ánh của người dân thôn Vinh Phú về tình trạng khai thác đất trái phép diễn ra tại thôn Vinh Phú, thị trấn Hợp Hòa, huyện Tam Dương, Vĩnh Phúc, gây thất thoát tài nguyên khoáng sản và ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của người dân địa phương. Theo ghi nhận của phóng viên, khu đất đang bị khai thác trái phép rộng khoảng 3.000m². Tại đây luôn có hai máy xúc hoạt động múc đất cho hàng chục xe tải, xe đầu kéo siêu trường, siêu trọng, đánh cắp hàng trăm nghìn mét khối đất cao lành mỗi ngày. Ngay sau khi nhận được thông tin phản ánh từ báo điện tử Tầm Nhìn, Ủy ban Nhân dân huyện Tam Dương đã có công văn hỏa tốc về việc tăng cường công tác quản lý đất đai và khoáng sản trên địa bàn gửi đến Công an huyện, Trưởng phòng Tài nguyên Môi trường và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị trấn Hợp Hòa chỉ đạo xử lý. Làm việc với Ủy ban Nhân dân thị trấn Hợp Hòa, được biết vào ngày 11 tháng 1 năm 2020, Ủy ban Nhân dân thị trấn Hợp Hòa đã kiểm tra và phát hiện việc khai thác khoáng sản trái phép, lập biên bản với ông Nguyễn Văn Thương tại hiện trường thửa đất lâm nghiệp khu đồi Kiến, tổ dân phố Vinh Phú, thị trấn Hợp Hòa, huyện Tam Dương, Vĩnh Phúc. Vbex Rubik 360, đẳng cấp sống lập phương, hotline 1800 6350. Nghe cái thông tin có cái dân phản ánh thì mình cũng cho anh em lên trên đấy, lên trực tiếp lên trên đấy thì mình cũng, nhưng hôm đấy công nhận là xe nó cũng có một số xe thật, nhưng còn nó đi lại nhiều kia thì mình cũng thực sự là mình cũng không rõ. Thế nhưng mà hôm đấy là xe đã có vào múc đất ra phải không? Thế thì bọn mình đã làm các thủ tục, làm cái biên bản, rồi làm cái vi phạm hành chính, dạ. Biên bản ngăn chặn, biên bản vi phạm hành chính, và bọn mình làm ra quyết định xử phạt hành chính. Đấy, thì đến là mình như thế. Thế thì mình cũng nói là cái đấy làm xong là mình yêu cầu là công chức địa chính á, dạ. Phải báo cáo huyện. Thế nhưng mà không biết cái báo cáo thì chú phó chủ tịch chưa ký chưa. Dạ. Vào ngày 13 tháng 1, Ủy ban Nhân dân thị trấn Hợp Hòa đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Nguyễn Văn Thương, sinh năm 1999, vì khai thác tài nguyên khoáng sản không có giấy phép. Tuy nhiên, trong buổi làm việc, Ủy ban Nhân dân thị trấn Hợp Hòa chưa làm rõ được cụ thể diện tích, khối lượng khoáng sản đã bị thất thoát. Số lượng thì nói thật sự anh cũng không ước tính được đâu. Anh chưa ước tính, bởi vì anh nói thật sự ra, và bọn anh cũng cố gắng là vào chủ yếu cái mục đích chính mình ấy, là để vào thì mình ngăn chặn để cho không cho và cấm không cho người ta làm thôi. Thực ra còn để ước ấy, bây giờ là cái khu này là bao nhiêu thì nó thật là mình cũng không ước. Theo tìm hiểu được biết, việc khai thác khoáng sản trái phép này diễn ra liên tục từ tháng 11 năm 2019 đến khi bị Ủy ban Nhân dân thị trấn lập biên bản vào ngày 11 tháng 1 năm 2020. Trong khoảng thời gian này, nhóm phóng viên đã có nhiều ngày liên tục theo chân các xe đầu kéo chở khoáng sản đến nhà máy gạch Prime Phổ Yên. Các xe này đều có lịch trình như nhau, cụ thể là khoảng 9 giờ sáng lấy đất tại đồi Kiến, tổ dân phố Vinh Phú. Sau khi được che chắn cẩn thận, các xe này di chuyển ra khỏi tỉnh Vĩnh Phúc qua đường tỉnh lộ 35. Đến khoảng 3 giờ chiều thì đến nhà máy gạch Prime Phổ Yên. Đây là một nhà máy gạch lớn với công suất thiết kế là 12 triệu mét khối gạch lát trên năm, có địa chỉ tại xóm Thượng, xã Thuận Thành, thị xã Phổ Yên, Thái Nguyên. Theo ghi nhận tại nhà máy gạch Phổ Yên, mỗi khi hai xe này chở cao lanh đến, lái xe đều phải làm thủ tục ký giao nhận mỗi khi ra vào nhà máy và được giám sát kỹ càng bằng các camera giám sát của nhà máy. Số cao lanh chở đến được đổ vào bãi tập kết phía sau nhà máy. Chỉ nhìn sơ qua bằng mắt thường cũng có thể thấy số lượng cao lanh có thể lên tới cả chục ngàn mét khối. Trước những hình ảnh thực tế trên, dư luận đặt ra câu hỏi, nhà máy gạch Prime Phổ Yên có đang tiêu thụ khoáng sản từ hoạt động khai thác trái phép hay không? Có hóa đơn chứng từ cho số khoáng sản nói trên hay không? Có thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế đối với nhà nước hay chưa? Và liệu nhà máy này sẽ có lời giải thích như thế nào? Trước những câu hỏi trên, phóng viên đã liên hệ đặt lịch làm việc với nhà máy gạch Prime Phổ Yên. Tuy nhiên đến nay đã 3 tuần trôi qua, vẫn chưa nhận được phản hồi nào từ đơn vị này. Tầm Nhìn TV sẽ tiếp tục thông tin tới quý vị.